Dạ vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu số 17 của tôi. Con người đầu tiên do trời tứ thiên vương sản xuất ra với con người do ban thần thánh tiên sản xuất ra để tánh Phật bản thân và tánh người tạo công đức. Có gì khác nhau không? Xin giải thích cho tôi được thật rõ ạ. Con người đầu tiên do trời tứ thiên vương sản xuất ra khác xa với con người các vị thần thánh tiên chúa sản xuất ra việc sản xuất ra con người là để cho tánh phật vào mượn thân và tánh người tìm hạt công đức hay là tạo nghiệp xin mời chị đặt câu hỏi tiếp ạ à.